Người Trung Quốc có câu trường giang sống sau sổ sống trước, ý chỉ là những thế hệ trẻ, thế hệ tiếp theo thì luôn luôn giỏi giang, năng nổ và luôn luôn đạp vỡ những kỷ lục của người đi trước. Câu nói này thì đúng trong đa số lĩnh vực, nhưng lại sai ở nền phim ảnh Trung Quốc. Vì hiện nay rất nhiều thế hệ trẻ tiểu hòa đáng lên nhiều vô số kể, nhưng trong số họ chưa có ai có thể thay thế được danh hiệu tứ đại hoa đáng của bốn chị đại showbiz. Đó chính là Chương Quốc Tế, Chương Tử Di, Triệu Quốc Dân, Triệu Vi, Châu Diễn Xuất, Châu Tấn và Từ Tài Tử, Từ Tịnh Lôi. Ngày hôm nay cùng với VGT so sánh tứ đại hoa đáng của showbiz. Cán cân nhan sắc. Triệu Vi. Triệu Vi không phải là mỹ nhân kinh điển của làng phim ảnh Hoa ngữ, nhưng ở cô có nét đẹp đặc trưng và rất ưa nhìn. Điểm sáng của cả gương mặt cô là đôi mắt to tròn đầy linh động, tinh nghịch, lý lắc. Đôi mắt nữ diễn viên cũng được bình chọn là một trong những cửa sổ tâm hồn đẹp nhất showbiz. Triệu Vi đẹp nhất là ở những năm tháng đôi mươi, khi cô sắm vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim đình đám Hoàn Châu Cách Cách. Dù hiện nay đã 43 tuổi, nhan sắc lên xuống thất thường, nhưng nhắc đến Triệu Vi, người ta vẫn nhớ về hình ảnh nàng én nhỏ bướng bỉnh nhất Tử Cấm Thành năm xưa. Chương Tử Di. Tuy tứ đán đều là đại mỹ nhân hiếm có, nhưng nếu phải đặt lên bàn cân so sánh thì phải khẳng định rằng Chương Tử Di là người có nhan sắc vượt trội nhất. Nét đẹp của nữ diễn viên là sự dung hòa giữa ngây thơ, mộc mạc và trưởng thành, đứng đắn. Tuổi tứ tuần không làm giảm vẻ đẹp của cô mà còn khiến cô càng mặn mà, ngọt ngào hơn. Châu Tấn. Châu Tấn của thời thanh xuân rất đẹp, rất ngây ngô, nhưng với những người đã từng xem Họa Bì thì phải khẳng định rằng nhan sắc đỉnh cao của Châu Công Tử chính là ở thời gian đó, khi nữ diễn viên đã quá ngưỡng tuổi 30. Người ta nói vẻ đẹp của Châu Tấn thật sự nở rộ khi cô đứng giữa ranh giới của sự ngây ngô và quyến rũ. Khi cô đặt trái tim của mình vào lồng ngực nhân vật, đó mới là Châu Tấn xinh đẹp nhất. Từ Tịnh Lôi. Nhan sắc của Triệu Vi, Châu Tấn, Chương Tử Di đều đi theo con đường khí chất, quyền lực, thì Từ Tịnh Lôi lại tự tìm cho mình một phong cách phù hợp với bản thân. Khi còn trẻ, cô là nữ thần ngọt ngào, thanh thuần và vô cùng dịu dàng. Đến tuổi trung niên, Từ Tịnh Lôi vẫn đẹp, nhưng là vẻ đẹp phong cách trí thức, xứng danh từ tài nữ. Có lẽ nhờ hình tượng khác biệt nên dù đã bước sang tuổi 45, nhưng trong tứ đán, Từ Tịnh Lôi là người có gương mặt trẻ trung nhất. Cô còn được netizen xứ Trung ưu ái gọi là nữ thần không tuổi. Sự nghiệp vô cùng thăng hoa, bốn tượng đài khó vượt qua của làng phim ảnh xứ Trung. Xét về nhan sắc thì có lẽ sau hơn 40 năm, người thì thăng hạng, kẻ thì xuống sắc. Nhưng về sự nghiệp thì tứ đại hoa đáng của chúng ta vô cùng thăng hoa, là bốn tượng đài khó lòng vượt qua của màn điện ảnh xứ Trung. Đầu tiên trong tứ đáng phải kể về Triệu Vi. Cô là người nổi tiếng hơn hẳn ba người còn lại. Cô không diễn xuất thần bằng Châu Tấn, cũng không đa tài bằng Từ Tịnh Lôi và cũng không có tiếng nói trên trường quốc tế như Chương Tử Di. Nhưng tại Trung Quốc 20 năm qua, xét về độ phổ biến thì Triệu Vi luôn đứng nhất. Tất cả là nhờ vào Hoàn Châu Cách Cách. Triệu Vi. Chỉ với một Tiểu Yến Tử, Triệu Vi lừng danh khắp xứ Trung, từ thành thị tới nông thôn, ai ai cũng biết cô nàng én nhỏ lý lắc, dễ thương. Đó chính là lý do Triệu Vi được xưng là Triệu Quốc Dân. Ngoài ra, Triệu Vi cũng gặt hái cho mình những tác phẩm ăn khách khác trong suốt sự nghiệp như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Ngọc Quan Âm, Mẹ Hổ Bố Mèo, Kinh Hoa Yên Vân. Hiện giờ Triệu Vi rất ít đóng phim, cô tập trung thời gian vào việc kinh doanh cùng chồng và làm đạo diễn một số tác phẩm. Năm 2018, Triệu Vi đã lọt danh sách những tỷ phú bậc nhất toàn cầu với tổng giá trị lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng vào năm 2018, én nhỏ và chồng bất ngờ bị vướng vòng lao lý khi bị phát hiện có hành động gian lận tài chính. Ngay lập tức, cặp vợ chồng tỷ đô này đã bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc cấm giao dịch trên sàn chứng khoán trong vòng 5 năm, đồng thời phải nộp phạt hơn 2 tỷ đồng. Chương Tử Di. Chương Tử Di là gương mặt vàng của làng điện ảnh xứ Trung. Mưu nữ lang thành công nhất trong lịch sử, cô gái làm rạng danh điện ảnh Trung Hoa trên thị trường thế giới. Từ trước tới nay, báo chí vốn dành rất nhiều câu từ hoa mỹ để miêu tả sự nghiệp đồ sộ của ngọc nữ họ Trương. Năm 1998, Chương Tử Di lọt vào mắt xanh của đạo diễn lừng danh Trương Kỷ Trung và bắt đầu gia nhập giới giải trí với vai nữ chính trong bộ phim Đường Về Nhà. Tác phẩm đầu tiên của cô nhận được sự khen ngợi từ thị trường phim ảnh quốc tế. Cũng chính nhờ bộ phim này, người đẹp đã ẵm giải gấu bạc tại liên hoan phim Berlin cao quý.
Với khởi điểm rực rỡ, Trương Tử Di tiếp tục tấn công màn ảnh với Ngọa Hổ Tàng Long, Giờ Cao Điểm, Anh Hùng, Thập Diện Mai Phục, Không Hỏi Đông Tây. Năm 2011, Trương Tử Di vinh danh trở thành tam kim ảnh hậu thứ hai của Trung Quốc, sở hữu cả 3 giải ảnh hậu danh giá nhất trong các liên hoan phim Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã. Châu Tấn. Châu Tấn có lẽ không phải người nổi tiếng nhất, nhưng cô chắc chắn là người sở hữu diễn xuất kinh điển nhất và kho tác phẩm đồ sộ nhất. Chẳng phải khi không mà người ta nói Châu Tấn không có gì ngoài diễn xuất. Mắt của cô không to như mắt Triệu Vi, nhưng nó như chứa đựng cả bầu trời bao la, biển cả dạt dào, buồn thương biềng biếc. Châu Tấn chưa từng tham gia trường lớp diễn xuất gì, tất cả những điều cô thể hiện trước máy quay đều là bản năng bộc phát. Đây chính là người được xưng tụng là Châu diễn xuất, là thiên tài diễn xuất của Trung Quốc. Có thể kể những tác phẩm để đời của cô như Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Anh Hùng Xạ Điêu, Họa Bì, Nếu Như Yêu, Dạ Yến, Long Môn Phi Giáp và gần đây nhất là Bộ Cung Đấu Như Ý Chuyện. Châu Tấn cũng là tam kim ảnh hậu đầu tiên của làng giải trí xứ Trung. Từ Tịnh Lôi. Mặc dù kém nổi tiếng hơn 3 người trên, nhưng Từ Tịnh Lôi là cô gái đa tài nhất. Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1997 khoa diễn xuất và sau đó ở lại trường làm giảng viên, sau đó mới phát triển sự nghiệp diễn viên. Có thể kể những tác phẩm xuất sắc của Từ Tịnh Lôi như Lá Thư Từ Người Đàn Bà Lạ Mặt, Tương Ái, Nhật Ký Đỗ La La, Trận Chiến Thế Kỷ. Từ Tịnh Lôi còn là blogger lừng danh ở Trung Quốc vào năm 2006 và là biên tập của tạp chí điện tử Kaila hàng đầu xứ Trung. Cô yêu thư pháp và vẽ tranh từ nhỏ, học hội họa và thư pháp giúp người đẹp tĩnh tâm, giữ vững trái tim, tâm hồn trong sáng ngọt ngào. Nhưng trên tất cả, Từ Tịnh Lôi yêu nghề đạo diễn. Cô từng là một trong những nữ đạo diễn trẻ xuất sắc nhất Trung Quốc và bộ phim Có Một Nơi Chỉ Chúng Ta Biết của Ngô Diệc Phàm là do Từ Tịnh Lôi đứng sau chỉ đạo sản xuất. So sánh đường tình duyên, người lận đận, kẻ viên mãn. Còn nếu so sánh về đường tình duyên thì bốn chỉ đạo của chúng ta, người thì lận đận, kẻ thì viên mãn. Đầu tiên, vào những năm tháng thanh xuân của Triệu Vi, cô đã trải qua một vài mối tình với những anh chàng đại gia giàu có như Diệp Mậu Thanh, Uông Vũ. Sức hút từ một cô gái có đôi mắt to tròn, mạnh mẽ, thông minh đã làm mê mệt bao trái tim của cánh đàn ông, trong đó có tài tử Hình Hiểu Minh. Xét về những năm tháng đại học thì giai thoại Hình Hiểu Minh yêu đơn Phương Triệu Vi đến giờ vẫn là một giai thoại khiến bao trái tim lãng mạn thổn thức. Triệu Vi. Giữa bao ồn ào, Triệu Vi chọn gửi gắm cuộc đời ở Huỳnh Hữu Long, người đàn ông đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Chuyện tình của họ từng vấp phải nhiều chỉ trích khi cư dân mạng một mực cho rằng Triệu Vi là kẻ hám lợi nên mới yêu chàng đại gia già đã qua một lần đò. Còn về phía én nhỏ, cô chỉ chân thành nói, tôi biết anh ấy chính là người đàn ông của đời mình, nhờ anh tôi có thể chạm tay tới khát vọng cuộc đời mình. Làm dâu hào môn, Triệu Vi tận hưởng cuộc sống sung túc, cô sinh một bé gái đáng yêu gọi là Tiểu Tứ Nguyệt. Tuy gia đình đầm ấm nhưng suốt bao năm làm vợ đại gia, Triệu Vi vẫn chưa có được một hôn lễ cho riêng mình, được một lần khoác lên người chiếc váy cưới trắng muốt. Thậm chí hôn nhân của cô thường xuyên bị đồn trục trặc. Các blogger khẳng định hiện tại Triệu Vi và Huỳnh Hữu Long đã ly thân, thậm chí ly hôn vì scandal Triệu Vi ôm hôn đồng nghiệp nam. Trương Tử Di. Là một trong những người đẹp đào hoa bậc nhất showbiz, Trương Tử Di từng dính nghi án hẹn hò với một loạt đồng nghiệp như MC Táp Bối Ninh, công tử nhà giàu Hoắc Khải Sơn, Thành Long. Đặc biệt là vào năm 2006, cô công khai hẹn hò với bạn trai ngoại quốc tên Vivi. Cặp đôi bị bắt gặp đang tắm nắng tại bãi biển Saint Bart. Đáng chú ý, người đẹp họ Trương còn lộ những hình ảnh hớ hênh, nhạy cảm ngay nơi công cộng. Tuy vậy, tất cả mối tình của Trương Tử Di đều không trọn vẹn cho tới khi cô gặp Uông Phong, người đàn ông còn đào hoa hơn cả cô. Uông Phong từng trải qua hai cuộc hôn nhân và nhiều mối tình không tên khác. Ngoài ra, anh có hai con riêng với hai tình cũ trước khi đến với Trương Tử Di. Dù cuộc hôn nhân của Trương Tử Di, Uông Phong cho mắt netizen xứ Trung đúng là như một trò đùa, nhưng đối với người trong cuộc, họ luôn yêu thương, trân trọng nhau. Hiện giờ, cặp đôi đã có một cô con gái xinh xắn dễ thương. Châu Tấn. Khi đóng Anh Hùng Xạ Điêu, Châu Tấn từng phải lòng bạn diễn Lý Á Bằng. Cô luôn không ngần ngại nhìn anh với ánh mắt sùng bái. Nhưng bên nhau không được bao lâu, cặp đôi kiếm hiệp trong mơ này đã đường ai nấy đi.
Nhiều nguyên nhân cho rằng Lý Á Bằng bỏ Châu Tấn vì say mê nữ ca sĩ Vương Phi. Sau khi chia tay tài tử họ Lý, Châu Tấn không hẹn hò, sống khép mình hơn một thời gian dài. Sau đó, Châu Tấn gặp và yêu Cao Thánh Viễn trong một sự kiện. Tháng 7 năm 2014, họ bất ngờ tổ chức đám cưới nhỏ tại Chiết Giang với sự góp mặt của bạn bè, gia đình hai bên. Sống bên nhau chưa lâu, cuộc hôn nhân của Châu Tấn liên tục gặp trục trặc. Cô và chồng dần ít xuất hiện cùng nhau, trong khi ông xã chủ yếu sống ở Mỹ thì Châu Tấn lại luôn ở Trung Quốc. Thậm chí có tin rằng mới kết hôn 5 năm nhưng cặp vợ chồng này đã ly thân gần 3 năm trời. Bên cạnh cuộc hôn nhân tưởng như sắp đổ vỡ, Châu Tấn vướng tin đồn đồng tính, cặp kè với con gái của tình cũ, Vương Phi, Đậu Tĩnh Đồng. Không ở bên Cao Thánh Viễn trong những ngày lễ Tết, Châu Tấn lại chọn sánh bước bên cạnh Đậu Tĩnh Đồng kém mình nhiều tuổi. Điều này đã rộ lên nghi vấn về xung quanh chuyện giới tính của Châu Công Tử. Từ Tịnh Lôi. Từ Tịnh Lôi từng thẳng thắn thừa nhận, vào năm 19 tuổi mới bước chân vào giới giải trí, đã có vô số sao nam theo đuổi cô. Năm 20 tuổi, Từ Tịnh Lôi quen và yêu Vương Sóc, người đàn ông lớn hơn cô 16 tuổi. Anh vì cô mà ly hôn vợ, luôn ở bên từ tài nữ như hình với bóng. Mọi tác phẩm sự nghiệp của Từ Tịnh Lôi, Vương Sóc đều hết lòng ủng hộ. Trong khi tính cách Từ Tịnh Lôi khá lạnh nhạt, thì Vương Sóc lại nóng bỏng si mê cô vô điều kiện. Anh nói sau này tôi chết, toàn bộ tài sản đều để cho em. Thế nhưng chuyện tình này cũng chẳng được lâu dài, Từ Tĩnh Lôi tiếp tục vướng vào nghi án tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của Cao Viên Viên và Trương Á Đông. Ngoài ra cô còn hẹn hò với nghệ sĩ Huỳnh Giác nhưng rồi cũng chia tay. Giờ đây thì Từ tài tử 45 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Và khi nhắc đến chuyện kết hôn thì cô trả lời rằng kết hôn ư, hãy cho cô một lý do để kết hôn nào. Và nếu là kết hôn để ổn định cuộc sống thì cô không cho rằng là như vậy. Cô nghĩ tình yêu không nên ép buộc bản thân. Và dù cho như thế nào, thời gian có thay đổi ra sao thì họ vẫn là tứ đại hoa đáng, những vai diễn kinh điển không thể thay thế trong lòng người hâm mộ. Và cuộc sống của họ giờ đây là những điều mà họ lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu muốn biết chi tiết về tứ đại hoa đáng thì hãy nhấp vào link ở dưới phần mô tả. Và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé.